Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, núp sụt rè khi hậm hực nồng ghen. Tôi yêu em đến nay chừng có thể. Đây, nay mình sẽ đi trải nghiệm những cái lá có thể gọi là ngon nhất trong pha đông ấy. Thứ nhất là cái lá ngon nhất này, cái pha đông này này nó là một cái sự kiện. Trước hết sự kiện này thì có khả năng ấy server 298 có, bởi vì cái thời điểm mình quay là nó trước cái lúc ra sự kiện. Nhưng mà khả năng cao server 298 có. Dù ấy, dù các bạn có chơi cái deck gì đi nữa ấy, các bạn cùng lấy cái lá kèn hiệu chiến đấu trước ấy. Bởi vì nó là một cái lá giống như kiểu là cái lá chọc phú Gubin ấy, nó có thể nhiều tác dụng. Một là các bạn dùng nó để rút ngắn bộ bài, có thể dùng với chọc phú Gubin. Thứ hai, các bạn có thể rút cái lá dung hợp lên. Thứ ba, các bạn rút cái lá nạp đạn lên. Thứ tư, các bạn rút, miễn sao các bạn rút những cái lá SR ấy, nó cho phép các bạn rút những cái lá bài phép SR trở xuống. Đây, SR trở xuống thì sẽ có rất nhiều bài ngon, nó không không hẳn là đều đâu các bạn ạ. Tức là những cái lá nào mà SR, các bạn có thể dùng cái lá kèn hiệu chiến đấu này này, rút nó lên được. Kèn hiệu chiến đấu là cái lá ưu tiên ấy, dù các bạn chơi cái deck gì các bạn cũng nên đấy các bạn. Mỗi đợt thì nó chỉ được dùng một lá thôi. Đây này, ví dụ như các bạn chơi hero thì có thể dùng kèn hiệu bốc dung hợp lên nhá, bởi vì nó sẽ không giới hạn từ khóa. Chơi gì thì chơi, bốc nạp đạn vẫn ok, chọc phú cũng ok luôn, hoặc là bốc cung sao băng để cho xe lửa cũng ok. Nói chung là cái lá này bốc được nhiều lắm các bạn ạ. Mặc dù SR thì toàn cái lá đều thật, nhưng mà cũng có nhiều lá ngon, ví dụ như là vuốt sang ngã này. Đương nhiên là chọc phú cái lá là ưu tiên. Nếu mà các bạn kiểu muốn tham vọng hơn ý, không nạp tiền mà tham vọng hơn thì thôi không lên cái lá này nhá. Còn nếu mà bình dân ý, bình dân kiểu đây này, sự kiện pha lông ý, nó là gì? Là các bạn sẽ cày, cày trong vòng 14 ngày. Trong vòng 14 ngày đấy các bạn sẽ có cơ hội khả năng là các bạn sẽ nhận được một bộ pha lông nhá. Các bạn trong vòng 14 ngày, không cần biết là ngày đầu hay ngày cuối, sau sự kiện các bạn có khả năng sẽ được một bộ pha lông. Rất nhiều bạn, à nhầm, rất ít bạn sẽ không đủ một bộ pha lông, vì thế là các bạn yên tâm. Sau 14 ngày các bạn cày, các bạn sẽ có cơ hội được một bộ pha đông. May mắn hơn sẽ là hai bộ, may mắn hơn sẽ là ba bộ. Đấy là trường hợp các bạn chọn vào cái ô ngẫu nhiên nhá. Các bạn vào chọn vào cái tỷ lệ ngẫu nhiên trong pha đông này này thì có khả năng các bạn sẽ được tối đa ba bộ. Đen lắm ý, thì bạn sẽ không được bộ nào. Thường ý, tất cả bình thường thì sẽ được một bộ nhá. Một bộ thì nó sẽ không lấy được nhiều. Vì thế là khuyên các bạn lấy thẳng cái lá kèn hiệu chiến đấu này này. Kèn hiệu như là lấy được dịch chuyển cấp tốc đúng không? Dịch chuyển cấp tốc là một cái lá cho gió thơm đúng không nhỉ? Mình xem, để mình xem đến được dịch chuyển không. Dịch chuyển đến là một cái lá SR, nếu mà lấy được dịch chuyển thì quá ngon luôn. Đây giờ nhá các bạn này, chơi này, chơi hero lấy kèn hiệu, chơi gió thơm lấy kèn hiệu, chơi nhập hồn lấy kèn hiệu, chơi Galaxy lấy kèn hiệu, chơi cái quái gì các bạn cũng lấy kèn hiệu cho mình, bao ngon, uy tín luôn ạ. Kèn hiệu cực ngon luôn ý. Mà đấy là kiểu các bạn, đấy là bình thường ấy. Nếu mà các bạn chỉ được một bộ nhá, các bạn đừng vội đổi sớm. Các bạn để xem hết 14 ngày nhá. Hết 14 ngày các bạn sẽ được bộ nào rồi các bạn lấy đổi nhá. Nếu mà được hai bộ thì chúng ta có thể lấy Pika để chơi gió thơm rất là ngon. Mà nó không còn bá như ngày trước. Ngày trước Pika gọi là bất tử nhá. Đây, còn chung ý, đầu tiên là cái điểm dễ hiểu nhất ý. Các bạn sẽ không nạp gì. Và các bạn cày đến khi nào hết sự kiện các bạn mới đổi nhá. Các bạn đừng đổi sớm. Vì khi các bạn đổi sớm nhiều khi nó ra cái lá khác ý. Nó ra được 3 bộ chẳng hạn. Thì các bạn lại lỡ lấy cái kèn hiệu đầu tiên, nó sẽ không đủ bài. Nên là các bạn đừng đổi sớm nhé, các bạn sẽ đợi hết cái sự kiện rồi các bạn bắt đầu đổi bài, nhịn mấy ngày thôi, nhưng mà sau này bộ bài sẽ mạnh. Vì thế là các bạn sẽ nhịn mấy ngày nhá, các bạn sẽ để hết sự kiện pha đông, tức là ngày 28, hết ngày 28 là các bạn đổi nhá. Đổi thì nếu mà một bộ thì sẽ ưu tiên kèn hiệu, còn hai bộ ấy thì lấy thẳng Pika gió thơm, Pika cánh tím, bởi vì dù sao đi nữa sau này các bạn không chơi gió thơm nhưng mà các bạn muốn chuyển sang chơi gió thơm ấy, Pika cánh tím sẽ rất là ngon. Đấy, đây là hai con đặc sắc nhất nhá. Tiếp theo là sẽ con là con thủ vệ sao thoa, nhưng mà trước hết nói về con Pika. Tại sao Pika ngon? Bởi vì Pika là một cái con khi nó lên được hai con nhá, khi có x2 Pika thì nó sẽ có một cái phép màu xảy ra. Mà trước khi nói về Pika ấy, thì nếu mà video này được 100 like ấy, thì mình sẽ ấn vào quỹ đầu tư, mình nhận cái mốc 15 ngày nhá. Cái nick này là không phải của mình, nên là mình sẽ, nếu mà được 100 like, mình sẽ ấn cái mốc nhận 15 ngày cho bạn coi nhá. 15 ngày thì có gì? 15 ngày thì nó có 150 tích lũy nạp, 10 vạn gốt và 20 200 ảnh hồn viễn cổ. Còn cái này khi đợi đến ngày 30 ấy, thì các bạn sẽ có 300 tích lũy nạp, 15 vạn gốt và 500 ảnh hồn viễn cổ. Nhận ngày 15 sẽ rất là nỗ các bạn ạ. Nỗ hình như nỗ cả 1 phần 2 luôn ý. Nhận ngày 30 thì nó sẽ được full mốc ngon hơn. Mà thôi, nếu 100 like mình sẽ nhận cái mốc 15 cho bạn coi. Rồi, về Pika ấy, Pika làm con xin chôn cho gió thơm. Con này thì rất là dễ xin chôn, nó là quái 8 6 sao và effect của nó cực kỳ mạnh. Ngày trước có một thời con này là bố của mấy thằng nông dân đấy. Ngày trước con Pika các bạn cứ kiểu nó cảm tưởng nó lên sân là nó win ấy, không thể thua ấy, bởi vì sao? Bởi vì effect Pika nhá. Mỗi lượt chỉ một lần, khi bài này triệu hồi xin chôn, chỉ lượt vào sân triệu hồi đặc biệt quái có từ gió thơm.
Diệu hồ đặc biệt quái từ gió thơm, một bài từ chân tay và một bài từ bộ bài phe ta. Ok chưa? Khi con này được triệu hồi sinh tồn, nó sẽ gọi cho bạn cái bài thêm để gọi bài tiếp. Nói chung là con này bỏ qua effect 1, cái quan trọng của nó sẽ là effect 2 nhá. Khi có mặt, tất cả quái sinh tồn có từ khóa gió thơm trên sân phe ta ngoại trừ bản thân nhận được tường chắn quái phép bẫy. Ngoại trừ bản thân bài này. Nhưng mà ấy, con này các bạn thấy cái effect miệt thị này này thì bỏ qua nhé, cái effect miệt thị này các bạn không quan tâm. Các bạn quan tâm là cái effect khi có mặt tất cả quái sinh tồn có từ khóa gió thơm trên sân phe ta ngoại trừ bản thân bài này nhận được tường chắn chiến đấu, tức là nó chỉ ăn nó nhận được full tường ấy, nhận được tường chắn quái phép bẫy nhá, tức là ngoại trừ bản thân nhưng mà ấy, cùng tên thì nó không ngoại trừ được, vì thế là người ta có một cái thế gọi là thế x2 pk, tức là có hai con pk trên sân nó sẽ búp tường cho nó lẫn nhau, xong nó khiêu khích lẫn nhau, nó khiến các bạn ấy không thể tấn công vào mấy con gió thơm này, các bạn cũng không thể kích effect vào nó luôn, trừ khi effect của bạn là xuyên tường. Nói chung là các bạn phải thực hiện, nó khuyên các bạn là con này rất là ngon. Khi các bạn triệu được con này ấy thì nó sẽ cho bạn thêm một con pk nữa, các bạn sẽ có x2 pk. Khi mà có x2 pk rồi các bạn sẽ rất là mạnh đấy, đơn giản nhá, có x2 pk ấy, bởi vì nó sẽ tự động khiêu khích vào nhau. Những cái con mà không xuyên tường ấy thì không thể phá được cái thế x2 pk này đâu. Nhiều ngày trước mình chơi DDD ấy, không thể làm được gì luôn. DDD là một meta 9 triệu nhá, mình chơi DDD không chạm vào effect bọn này được, vì thế là con này phải x2 thì mới ngon nhá. X1 thì không ra gì. Nếu mà PK phải x2 thì mới ngon, x1 thì vẫn đi như vậy. Vì thế là nếu mà các bạn lấy được hai con PK thì ok. Còn nếu mà không lấy được x2 PK thì x1 PK nó hơi ngố một tí thôi. Còn về cái vụ gì nhỉ? Các bạn cứ đợi đến ngày 28 nhá, đợi đến ngày cuối cùng. Đợi đến ngày cuối cùng thì các bạn có thể lấy PK. Ví dụ nó là hai bộ ấy mà các bạn lấy cái kèn hiệu trước thì bạn sẽ không đủ x2 pk. Ưu tiên này này, nếu mà ra một bộ sẽ lấy kèn hiệu, nếu mà ra hai bộ sẽ lấy pk, còn nếu mà không pk ấy, thì các bạn sẽ chơi con thủ vệ giao thoa nhá. Thủ vệ giao thoa là như nào, là một con cho hero cực kỳ ngon, không hiểu tại sao nó nhả ra. Thủ vệ giao thoa sẽ đánh cho hero rất là ngon nhá. Đây, thủ vệ giao thoa là con này, kỹ năng tay sân chủ động mỗi lượt chỉ một lần, hy sinh bản thân bài này chọn triệu hồi đặc biệt một quái anh hùng từ bài trên tay mộ phe ta. Tức là con này này nó có thể hy sinh bản thân nó triệu hồi đặc biệt một con anh hùng nhá, từ khóa anh hùng các bạn biết rồi đấy, nhiều con dung hợp có từ khóa anh hùng, miễn là nó có từ khóa anh hùng ấy thì con này nó gọi được hết. Chủ đây này, mỗi lần một lần khi bài này nằm trong mộ, khi phép tắt triệu hồi đặc biệt quái dung hợp có từ khóa anh hùng thành công, triệu hồi đặc biệt bài này và rút một lá cực kỳ ngon. Con này có thể dọ giúp các bạn gọi bài nó như kiểu lá hồi sinh quái thú nhá, giúp các bạn rút bài như kiểu lá bình tham vọng, xong giúp các bạn gọi thêm quái nữa. Nói chung là con này hết nước chấm các bạn. Con này thì các bạn lấy được x x nào thì càng càng tốt. Nếu mà các bạn chơi thuần hero ấy, các bạn chơi thuần hero thì bạn cũng phải lấy x1 kèn hiệu trước các bạn ạ. Nếu mà chơi thuần hero ấy, các bạn cũng nên lấy x1 kèn hiệu trước để nếu mà không ấy, không thì nếu mà các bạn không tự tin vào lời khuyên của mình thì cứ lấy hai con giao thoa. Nếu mà chơi hero ấy, không tự tin vào kèn hiệu thì lấy hết giao thoa. Còn nếu mà chơi gió thơm thì lấy hết PK. Còn nếu mà chơi chung chung ấy, cứ lấy kèn hiệu. Kèn hiệu là một cái lá như kiểu chọc phú của pin ấy. Bên cạnh đó nó còn một effect rất là hay ở đằng sau. Effect đằng sau của kèn hiệu rất là ngon. Còn effect là gì chắc là để các bạn đọc sau nhé. Đấy, đấy là ba con cơ bản cho mấy cái deck dễ chơi. Đầu tiên là con kèn hiệu cho mọi deck. Nếu mà các bạn tự tin, không tự tin ra được hai bộ thì sẽ ưu tiên kèn hiệu trước. Còn gió thơm ý, thì sẽ lấy PK, x2 PK nhá. PK mà không lấy được x2 ý, thì lấy x1 nó đần lắm các bạn ạ. Nên là có thể đừng lấy cũng được. Nếu mà PK không có x2 thì x1 nó hơi đần một tí. Còn thủ vệ giao thoa ấy, lấy được bao nhiêu thì lấy, bởi vì con này toàn con ngon thôi. Đó, đơn giản. Tiếp theo là sẽ con rồng bất hủ ấy, mình sẽ cho bạn thấy một số effect con khác nữa. Chứ bây giờ quan trọng ấy, đây này, cái đoạn quan trọng là hết rồi đấy. Còn mấy cái đoạn sau thì mình đi nghiên cứu thêm effect nhá. Rồng bất hủ là con nào nhỉ? Mình chỉ đi đọc effect thêm thôi, chứ cái đoạn quan trọng là các bạn xem cái đoạn đầu ấy. Các bạn hình dung như này. Các bạn không nạp tiền, đừng mua x2 tỷ lệ, bởi vì sao? Mua x3 thì nó sẽ có thêm cái XP siêu cấp. Vì thế là nếu mà xác định nạp tiền cái sự kiện này rồi, đừng mua x2, mua x3 đi. X3 nó có thêm một XP siêu cấp rất là ngon luôn ý. Và x3 thì nó sẽ ra được nhiều bài hơn ý. Còn không là các bạn cứ chơi nông dân chọn ngẫu nhiên cho mình. Chọn ngẫu nhiên thì nó sẽ ra được tầm 1 đến 0, từ 0 đến 3 bộ nhá. Còn x3 thì nó rơi vào tầm từ 0 đến 6 bộ, 0 đến 10 bộ đi cho nó thoải mái đúng không? X1 thì các bạn sẽ là 0 đến 3 bộ, còn x3 các bạn sẽ là 0 đến 10 bộ. Nó dao động trong con số đấy, nó là ngẫu nhiên tùy các bạn cày như nào nhá. Còn rồng bất hủ là con này. Con này là một con sinh tồn hơi ảo tí nhá. Chủ động mỗi lần một lần bỏ một quái sát sống trong bộ bài phép ta, chọn cho 1 đến 5 bản thân.
Gọi 1 đến 5 sao bản thân biến thành số sao, kỹ năng bộ tự động mỗi đợt chỉ cần chọn một quái phá hủy trên zone do tấm triệu, đặc biệt bản này nhận được quá tải. Con này chắc là Siranui. Chắc là sát sống thì giờ chỉ có Siranui các bạn. Còn nếu mà mix được nhiều con khác thì mình chưa biết. Khả năng là nó có thể là loại bỏ một quái sát sống trong bộ bài Feta. À, con này khả năng cho Siranui ý. Bởi vì con này nó sẽ bỏ bài của sát sống ý. Sát sống thì nó sẽ rất là hợp Siranui. Ở con này chuẩn của Siranui nhá. Nhưng mà giờ Siranui không phải ai cũng có ý, nên là không quan tâm con này. Con này khả năng là cho Siranui nhá. Cá nhân mình đánh giá trước hết ý, là cho Siranui rồi. Tiếp theo là con rồng mắt đỏ sát sống à. Rồng mắt đỏ sát sống đi. Con này thì nó cũng là rồng à. Mắt đỏ sát sống. À quý phải là rồng mắt đỏ sát sống là con này. Khi bài này có mặt trên sân trong bộ được xem như rồng đen mắt đỏ, mỗi lượt XZ triệu thường trở thành quái mắt đỏ từ bộ bài thêm. Sau đó lượt này khi triệu đặc biệt quái từ bộ bài thêm chỉ có triệu quái tộc rồng. Cái này tức là hạn chế effect này. Hy sinh một quái mắt đỏ trên sân Veta, bài này tăng tấn công bằng tấn công quái đã hy sinh nhận được cánh bổ nhào. Cánh bổ nhào effect là tấn công hai lần thì phải. À, khi tấn công được nhận được tường chắn quái phép bẫy. Tường này có khả năng là tường tròn nếu bạn, tường bất tử ấy. Khả năng là tường tròn này. Kỹ năng mộ loại bỏ một quái dung hợp trong mộ Veta. Triệu đặc biệt bài này từ mộ nhận được quá tải. Con này thì có thể dùng nên lốt kính vạn hoa chơi nó đâu nhỉ? À không, nên lốt thì không ném được con này thì phải. Ừ, nên lốt không ném được. Con này thì nó từ khóa phù thủy đen các bạn. Khi bài này mang nguyên tắc từ khóa mắt đỏ, cái effect này thì mình chưa thử nhá. Khả năng ấy dùng con này gọi được con đỡ kỵ sĩ rồng mắt đỏ. Nhưng mà nói chung là con này nếu mà chơi mắt đỏ thì lấy đấy các bạn ạ. Chứ bây giờ nếu mà chơi mắt đỏ thì bạn cũng nên lấy cái kèn hiệu trước. Nên là con này có thể là con thứ hai. Nếu mà chơi mắt đỏ ấy thì có thể lấy con này, nhưng mà trước khi lấy con này phải lấy kèn hiệu trước, kèn hiệu nó vẫn tính ra vẫn ngon hơn các bạn, nên là con này chắc là tháng sau nó cho trong tích lũy đấy. Con Genki tà ác thì bỏ qua nhé, con này thì nó là tộc Genki, tộc Genki các bạn khó khó hiểu lắm. Quỷ nửa thôi thúc nhá, quỷ nửa đi, đọc effect của một số con này cho nó đỡ chán đổi quỷ anh em. Quỷ nửa nó là chắc là cho quỷ thì chắc là cho DD quỷ, nghe nghe từ quỷ quỷ bây giờ chỉ có DD đúng không ạ, hoặc là quỷ lửa đúng không? Đây là con này. Kỹ năng tay chủ động, mỗi lượt một lần khi trên tay Feta có tộc quỷ khác sẽ có thể triệu hồi đặc biệt bài này từ trên tay. Chủ động mỗi một lần chọn và triệu đặc biệt một quái tập quỷ từ bài trên tay Feta. Chọn triệu đặc biệt một quái tập quỷ từ bài trên tay Feta. Kỹ năng mộ chủ động, mỗi lượt một lần trên sân Feta có quái tập quỷ theo kế hoạch đưa bài này trở về bài trên tay nhận được quá tải. Chưa hiểu lắm. Kỹ năng mộ chủ động, bài này là nguyên liệu cho quái linh tộc quỷ có thể dùng chọn hạ chọn một lá bất kỳ trên sân đối thủ đưa vào mộ phép ta bỏ qua khiên trấn quái nạ effect ảo sửa đổi, cái này xuyên kháng phá hủy nhá. Bỏ qua khiên trấn quái tức là nó sẽ là khiên trấn nâng cấp này, tức là tường không, tường vòng tròn thì không chết này. Con này thì giống như kiểu cái lá sách ma nhập hồn ấy. Con này là giống như sách ma nhập hồn, còn kết hợp nó sẽ là kết hợp với DDD nhá, hoặc là con linh tộc quỷ là linh tộc quỷ thì khả năng chỉ có DDD đúng không ạ. Khả năng con này là cho DDD nhá, kết hợp cho DDD. Nhưng mà nó không có từ khóa thì nó hơi đểu ấy, liên kết và tập quỷ thì bây giờ đây chỉ có minh thần phong tỏa DD, khả năng là DD thôi. Con này thì nó không ăn thua các bạn, con này là của hero à? Con này cho hero cũng hợp lý nhỉ. Nhưng mà hero thì tập quỷ á. À tập quỷ thì bây giờ từ từ này, tập quỷ đúng không? Tập quỷ thì bây giờ hero thì có vận tà đạo à? Có mỗi con này tập quỷ thôi. Là có tà đạo này. À chắc là bọn này mix cho một là tà đạo này. Con này thì không có từ khóa thì khả năng nó sẽ một là mix cho tà đạo, hai là mix cho DD. Ác quỷ hỏa ngục thì bỏ qua nhá. Cái deck ác quỷ và hỏa ngục bây giờ nó lỏ lắm nên là bỏ qua. Đây nếu mà hiện giờ ấy, con này nếu mà các bạn muốn lấy thì một là cho DD, hai là cho anh hùng tà đạo hoặc là cho đúng rồi, anh hùng tà đạo ấy, bởi vì nó chỉ là tập quỷ. Tập quỷ bây giờ nó hiếm lắm nên là con này chắc là cũng bỏ qua được. Bởi vì chỉ có hai con linh thôi. Hai con linh của hero và linh của hai linh của hero và linh của DD thì nó mới có kích hoạt được effect phá bài con này. Rồi thế là con công tước ma cà rồng con cuối nhá. Đấy, mấy các bạn chỉ cần quan tâm ba con đầu thôi, và khuyên các bạn một câu ấy, chơi sự kiện thì các bạn cứ đợi đến ngày cuối cùng ấy các bạn đổi, các bạn đừng đổi sớm. Đổi sớm là các bạn chịu thiệt đấy. Các bạn sướng được mấy ngày nhưng mà các bạn sẽ chịu thiệt mấy ngày sau nhá. À con này tục quỷ à. Công tước ma cà rồng từ khóa ma cà rồng. Mỗi lượt chọn triệu hồi đặc biệt hai quả hai lá bài ngoại trừ quái dung hợp từ mộ đối thủ lên sân phe ta, tức là triệu hồi quái thường, tức là quái nó không phải là trong bộ bài thêm. Kỹ năng mộ chủ động, mỗi lượt một lần hy sinh hai quái trên sân phe ta triệu đặc biệt bài này từ mộ nhận được quá tải. Thôi phép con này nhìn thấy nỏ đấy các bạn ạ, nhìn là thấy nó nỏ rồi ấy, nên bỏ qua nhá. Con này cho deck ma cà rồng, deck ma cà rồng thì là thiếu bài nên là con này bỏ qua đi cũng được. Đấy, chốt lại sự kiện này này, các bạn chơi quan tâm nhá, các bạn chơi là các bạn chơi ấy. Nếu mà không nạp tiền thì các bạn cứ từ từ đợi đến ngày cuối rồi mở. Nếu mà đã nạp
thì nạp 500.000 và đợi nạp, nếu mà đã nạp 500.000 ý, các bạn thích đổi lên nào cũng được. Chơi gió thơm thì lấy Pika, chơi bình thường thì lấy kèn hiệu, chơi hero thì lấy thủ vệ giao thoa. Nói chung là mấy con này đều ngon hết các bạn ạ. Gió thơm cũng ngon, hero cũng ngon, kèn hiệu cũng cực kỳ ngon. Kèn hiệu chắc là lấy x2 được, nếu mà nạp tiền ý, khả năng là lấy x2 kèn hiệu được rồi. Hoặc là nếu mà tham hơn ý, x3 cũng ok. Bởi vì kèn hiệu ý, nó có một cái effect sau khá là ngon. Và effect của nó là lấy bài nó không giới hạn từ khóa luôn ý, cũng cực kỳ ngon. Nó sẽ tùy từng trường hợp các bạn thích lấy cả lá gì cũng lấy được. Nên là nếu mà xác định ý, sự kiện này nếu mà muốn chơi gió thơm, banking 500k, đấy là chốt đơn gió thơm. Hero có khả năng phải banking 500k luôn, bởi vì quỷ nửa ấy nó cũng mix được cho hero. Nên là nói chung là mấy thằng gió thơm mấy thằng hero ấy sẽ bị nạp tiền ấy.